Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Nhất Long Audio cơ sở 2. Cũng như video clip ngày hôm trước thì em đã lên sóng cho quý vị và các bạn một đôi loa của hãng JBL của model L100 Kenturi và chiếc âm ly của hãng Luckman của model LX38. Và tiếp tục trong video clip này, cửa hàng bên em đã lên sóng và test cho quý vị và các bạn cùng thẩm qua chất âm của đôi loa của hãng JBL của model L100 và chiếc âm ly của hãng Luckman của model LX38. Và sau đây em xin kính mời quý vị các bạn cùng thẩm qua chất âm của một combo này. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Lắm ê chề tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dẫn duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Xuân sang mình sẽ cưới nhau, lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay môi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dẫn duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Bước chân đi là dẫn duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Dạ vâng, cũng như quý vị và các bạn vừa được thẩm qua chất âm đến từ đôi loa của hãng JBL của model L100 Kenturi và phối ghép cùng với lại chiếc âm ly của hãng Luckman
của model là LX38. Và cũng như là quý vị các bạn có yêu quý kênh thì cũng cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để nhận video hay là sản phẩm mới nhất từ Behram. Và cũng như video clip ngày nay em cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.